Dạ em chào cô chú bác anh chị trong nước cũng như ngoài nước nha. Một là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cô anh chị. Thì cô chú chị cũng đã biết cái show diễn của phía bên 67 cùng với que thì đêm hôm thì cũng đạt nhiều kết quả, nói chung là ngoài sức tưởng tượng nha cả nhà. Đó thì sau cái show diễn đó thì 67 cũng chắc có lẽ là cũng sẽ nhập viện vì khách thì nói chung là le lét dài ngoe cũng chẳng có ai. Trong khi đó thì que cầm rổ đi xin tiền cả nhà, đi xin tiền để vào chi phí. Chắc có lẽ là sau show diễn thì 67 cũng nhận được vài trăm hơn những cái phần bán bánh xèo mỗi ngày đó, thì cũng được vài trăm mỗi ngày, thì 67 thì bán tầm chừng 10 cái bánh xèo thôi cả nhà ơi. Đó thì sau show diễn có 7 bánh xèo thì trong đêm hôm thì có rất là nhiều kêu bằng là nhiều người tò mò phía bên Hồng Loan cũng đến đó cả nhà, cũng đến đó, nói chung là khán giả ngoài luồng nó cũng đến để thăm dò tin tức. Thì nghe thông tin bên ở trong nội bộ thì trong cái show diễn đó thì que thì xin tiền ở trên trên cái đường livestream, còn 7 thì nói chung là đợt này là 7 ca đợt này xong là 7 cũng nhập viện luôn cả nhà ơi. Show diễn của 7 đêm hôm thì 7 ráng cố gắng nha, ráng cố gắng để làm một cái show diễn đó ngoài sức tưởng tượng để đem cái show diễn đó cùng với que. Trong cái đợt này thì thằng kêu bằng là Hàn Quốc gì đó cũng sẽ đi nước ngoài lưu diễn như cả nhà, tại vì diễn xong mới đi nước ngoài được. Thì trong đó thì em cũng nghe cái thông tin là phía bên con kêu bằng là cái con heo nái đó, con heo nái ở nước ngoài cả nhà biết heo nái là như thế nào rồi, nó cũng lên, nó cũng công kích là phía bên chú Linh Linh Tâm rồi chú Kim Tử Long đồ ha, rồi Linh Tý với Hồng Loan đồ, chị Ni đồ, nói là lai lịch của những người này người kia ra sao rồi tùm lum tùm la, nó lên nó khui toàn bộ hết sự thật cả nhà. Rồi anh Hai Dữ Lương cũng vậy, nó lên nó khui hết. Cái con heo nái này đợt này nó ăn Tết rồi không có yên ổn rồi, cũng được khán giả cộng đồng mạng lên tẩy chay đó cả nhà. Mình phải tẩy chay tại bây giờ ở ngoài nước ngoài nó ngứa mà, nó ngứa mồm ngứa miệng, tối ngày nó lên trên cộng đồng mạng nó chỉ là có bao nhiêu chiêu trò nó nói chứ ngoài ra nó nói được cái gì đâu. Nó còn kêu bà nó còn suối cả nha, nó suối là phía bên con que rồi đó, đi thưa hết những anh em mà YouTube trước nhà Hồng Loan, ai thì nó cứ đi thưa thoải mái cả nhà, chấp nhận đi thưa thoải mái đi. Khi nào mình kêu tên kêu tuổi nó ra thì nói chung là nó tên là Nguyễn Nhân A, Nguyễn Nhân B hay là Nguyễn C Sân Dây Dân Sau Kê đó, thì cứ việc kêu thoải mái. Còn phía bên thấm tử gì đó thì cứ việc đi thưa thoải mái, ai cũng chấp nhận thưa, tại vì mình vì yêu thương mà đến cái câu chuyện này ủng hộ Hồng Loan trên tinh thần là chính nghĩa cả nhà. Anh em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chia sẻ ủng hộ Hồng Loan trên tinh thần là chính nghĩa, không bao giờ bỏ Hồng Loan tại đây. Thì nói chung là cái con heo nái này ở nước ngoài á, bây giờ là nó cứ kêu bằng nó công kích là nó kêu phía bên con que đầu là đi thưa, cứ gì đi thưa, đi thưa những anh em YouTube đứng trước nhà Hồng Loan để nói rõ toàn bộ câu chuyện này, ủng hộ Hồng Loan chi, ủng hộ Hồng Loan có được gì, ủng hộ một đứa con kêu bằng là tu hú tờ hờ nữa. Ủa ai tu hú? Bây giờ cuộc đời của người ta thì tài sản thì nói chung là của cha mất thì để lại cho con cái, thì bây giờ để lại cho ai? Nó ganh tị là cái kêu bằng là cái MV của Hồng Loan được 1 triệu mấy rồi, 1 triệu mấy ở nhà, 1 triệu mấy view rồi, được 1 triệu mấy người vô xem rồi. Nó nói là cái MV là cài view, cài sub. Ủa cài view làm gì? Mình phải hiểu vấn đề là cài view như thế nào, cài sub như thế nào. Cài view là khán giả người ta thương, người ta vô ủng hộ, ta xem từ lượt này tới lượt nọ, cho nên là được rất là nhiều khán giả cô chú chị vô ủng hộ cái MV của Hồng Loan, ra được rất là chuẩn chu cả nhà. Thì bây giờ kênh của Hồng Loan được chính thức hơn là con que rồi, được chính thức là kêu bằng là vô là top top đầu rồi, top nghệ sĩ rồi, cho nên nó mới tức quá. Rồi 7 bánh xèo cũng lên, bây giờ được bắt năm khai khẩu rồi, cho nên là nó cũng lên, nó khui 7 nói chung là kêu bằng là sạc pin cũng lên khui toàn bộ cái câu chuyện là thật ở trước nhà của Hồng Loan rồi, nó khui là Hồng Loan chính thức là con của chú Năm, là nghệ sĩ Tú Linh rồi, cho nên là được chú Năm lên khai khẩu hết toàn bộ rồi, cho nên con que đợt này là giống như là người trong cuộc mà phanh phui toàn bộ sự thật.
Đó thì theo như em có ý kiến và suy nghĩ gì không? Thì cái show diễn buổi tối á anh, thì em cũng có xem, có xem qua mạng á, là các anh chị bên kia quay đó. Thì em cũng có thấy là cái ông bị khột khèo á, tại hiện tại bây giờ là ổng ráng ông diễn thôi anh, chứ thật sự là nhìn cái nét mặt và cái tướng của ông á là rất là yếu rồi đó. Thì ổng cũng ráng diễn đó. Là em á là cũng nắm bắt được một cái thông tin á, là sau khi mà chị Loan ra cái MV cùng với anh ca sĩ Nguyễn Vũ á, đã đạt hơn là 1,000,000 lượt xem rồi anh. Thì cái con ve con á, nó cũng lên tiếng rằng nó cũng sẽ nói là cái nhóm bên đó nó cũng sẽ là làm một cái MV đó. Cái MV là MV cái buổi tối vừa rồi đó anh, nhưng mà hiện tại bây giờ thì có khán giả rồi đến xem đâu. Một cái MV mà nắm cái rổ đỡ đi vòng vòng xuống sân khấu xin tiền là như anh, là anh thấy như thế nào? Bởi vì nó quá nhục nhã, MV mà phải đi xin tiền á, đi ca đi làm MV mà phải xin tiền là thấy là nó quá nhục rồi. Tại vì cái thứ nhất ai mà đến mà xem cái show diễn đó, mà cái show diễn nó nói chung là nó quá trái chiều. Bảy mươi xèo ráng cố gắng mà để cương cái dây cương lên, cái dây cần cổ mà dây cần cổ lên mà ca, ráng ca cái MV này để cho thằng con Hàn Quốc gì đó mà kêu bằng là sẽ đi ra nước ngoài cùng chung với con ve lưu diễn được cái con kêu bằng cái con tiên ngáo, cái con heo nái á, đi chung cái heo nái ra ngoài để lưu diễn mà cả nhà. Đó thì tất cả cô chú chị thấy đi, MV mà của Hồng Loan ra thì kêu bằng con ve nó tức tối lắm, mà tức tối lên cộng đồng mạng mà nó la làng, nó chửi bới sùm hết. Từ khán giả này cho tới khán giả nọ, mình là một nghệ sĩ mà mới lên được cộng đồng mạng mà mình cứ chửi bới là khán giả rồi được. Tại vì có khán giả mới có nghệ sĩ, có khán giả người ta mua vé ủng hộ mình mới có tiền để mình tiêu xài, mình mới lên mình chửi. Vậy tại sao mình chửi khán giả? Mình chửi khán giả là mình chửi luôn cái nghề nghiệp của mình này. Bởi vậy sống mà một cái nghề mà không có lương tâm, mà không có cái gì, không có tâm, không có tầm gì, sao mà là thành một nghệ sĩ cho được. Dạ. Cho nên là một cái MV mà ra đêm hôm mà ca ai mà ủng hộ đâu. Dạ. Nó ế thế bà luôn, ai ủng hộ, ráng cố gắng mà ca chứ. Tại vì bây giờ lỡ đặt show rồi, lỡ đặt lịch, lỡ là show diễn rồi, con tiên ngáo với con anh tét nó cũng ủng hộ mấy trăm vé đó, còn bao nhiêu phần thì đêm hôm mình cũng ráng cố gắng mà dồn vô cho đủ thôi chứ. Nếu mà bán không xong thì phải cho người ta mới vô thì chuyển, đúng không? Dạ. Đó thì cô chú chị cũng hiểu rồi, cái show diễn đêm hôm thì cũng ráng cố gắng gượng thôi, chứ ngoài ra có đạt được kết quả đâu. Đâu còn như ngày xưa nữa đâu cả nhà, đâu còn như ngày xưa mà đời cái thời của chú Năm á mà kêu bằng là che chở đâu. Bây giờ phải tự lực cánh sinh thôi, đi ra ngoài phải tự lực thôi. Phải bánh xèo mà lên than giảng trên cộng đồng mạng gì, khổ sở gì. Còn làm được thì cứ lên cộng đồng mạng mà cứ nói này thế kia, cứ qua bên nhà không lo mà còn đi lên qua nhà không lo mà còn cười chế nhiễu mà còn lên cộng đồng mạng mà cứ la làng từ con từ cái mà từ mặt mà cả nhà. Đó thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú chị rất nhiều nha, đã ủng hộ xem hết video của anh em tụi em. Hẹn gặp cô chú chị ở cái video tiếp theo nha, chào cả nhà.